sáng ngày 5 tháng 6, cả showbiz ai nấy đều không khỏi bàn hoàng khi hay tin Hoa hậu Việt Nam 1994, Nguyễn Thu Thủy đột ngột qua đời ở buổi 45 khiến ai nấy đều không tin nổi vào mắt mình. Trong suốt cuộc đời của mình, Đặng Thu Thủy được đông đảo đồng nghiệp lẫn công chúng đánh giá cao về cả tài năng lẫn học thức. Cô vừa viết văn, làm việc trong ngành báo chí đồng thời cũng là một biên kịch kiên. Nhan sắc của Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy ở tuổi tứ tuần Đặc biệt, một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất mà công chúng nhớ đến Nguyễn Thu Thủy đó chính là hình ảnh cô gái Hà Nội, tự tin hô vang Nguyễn Thu Thủy, 18 tuổi, ở cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc báo tiền phong 1994, nay đã đổi tên thành Hoa hậu Việt Nam. Cô được cho là Hoa hậu có ngoại hình đẹp, xứng đáng với chiếc vương miệng và được lòng công chúng ngay từ khi đăng quang. Trong số những hình ảnh của Nguyễn Thu Thủy, công chúng nhớ nhất là khoảnh khắc cô đeo vương miệng, mặc chiếc đầm màu thiên thanh, tay cầm bó hoa lay ơn. Đây được xem là ảnh lịch huyền thoại của rất nhiều các gia đình ở cuối thập niên 90, đầu những năm 2000. Hình ảnh huyền thoại của Nguyễn Thu Thủy Ngoài ra, những hình ảnh hiếm của Nguyễn Thu Thủy lúc còn là thí sinh trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc báo tiền phong vào năm 1994 dưới đây chắc chắn khiến ai nấy cũng phải xuất xoa. Có thể thấy nhan sắc của Nguyễn Thu Thủy này đã rất hoàn hảo, dù người đẹp vừa bước qua tuổi 18. Hình ảnh của Thu Thủy bên chiếc vương miệng Nguyễn Thu Thủy trong phần thi tài năng. Người đẹp trong trang phục dạ hội. Một khoảnh khắc khác của Nguyễn Thu Thủy. Nhan sắc khi vừa đăng quang. Nhan sắc xứng danh ảnh lịch của Nguyễn Thu Thủy. Lễ viếng Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy sẽ diễn ra lúc 10 giờ 45 phút ngày 8 tháng 6 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Linh cửu sẽ được hỏa táng tại nghĩa trang Hoàng Vũ và an táng tại quê nhà. Nguồn tổng hợp.